Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một số lưu ý rất là quan trọng vào cái thời gian sắp tới. Đó chính là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa thì mình cần phải chuẩn bị làm gì, mình xịt thuốc gì, mình rửa trái như thế nào để mình ngừa nấm bệnh. Rồi cái thứ hai á là lưu ý trong cái vấn đề là tưới phân sâu, phân thùng. Bởi vì có hai luồng ý kiến, đó là không nên tưới phân sâu và nên tưới phân sâu. Hôm nay mình sẽ giải đáp cái chi tiết về cái vấn đề là nên hay không nên. Và cái thứ ba á, là về việc chặn đọt theo cái cách của mình. Thì thứ nhất á, đó chính là khi mà từ ra Tết tới, nếu mà mình làm mùa thuận á, thì từ ra Tết tới bây giờ là năm nay á, là El Nino nó rất là kéo dài, hạn đó, thiếu nước rồi hạn rồi nắng nóng khô kéo gió kèm theo gió đó, nắng nóng kèm theo gió, và tới bây giờ nó cũng chưa có được cơn mưa nào các bạn. Thì sắp tới đây khoảng cái chừng đầu tháng 4 hoặc là tháng 4 là nó sẽ có mưa đó. Thì những cái cơn mưa đầu mùa, và các bạn ở trên Tây Nguyên đã cũng có người đã cũng có mưa đầu mùa rồi các bạn, thì các bạn cũng hỏi rằng là nếu bây giờ gặp mưa đầu mùa thì mình phải làm gì. Thì mình chia ra làm hai như thế này. Nếu cái cách làm của mình ấy, nếu mà trái của mình mà nó khoảng cái chừng dưới 20 ngày là sau sổ nhụy, từ 20 ngày đổ lại thôi, sau sổ nhụy cho tới 20 ngày, thì giai đoạn này ấy, cái trái nó còn bé, cái việc làm đầu tiên của mình ấy, thì là ngay ngày hôm sau, sáng ngay ngày hôm sau mình sẽ mua Entracol nha, mình xịt nha. Đó, để mình rửa. Entracol á là bản chất nó là gốc Robinet, nó có áo giáp kẽm thì nó bảo vệ cái trái của mình để nó ngừa đi cái nấm bệnh, rồi nó ngừa và nó rửa trôi đi cái lượng axit các bạn. Mưa đầu mùa bao giờ nó cũng mang theo một lượng axit rất là lớn. Đó, cho nên là trong cơn mưa đầu mùa nó cũng có cả những cái lượng đạm B6 B12 nữa các bạn, rồi nhiều các loại đạm khác, và đặc biệt là nó mang theo lượng axit rất là lớn. Thế cho nên rằng là mình phải sử dụng thuốc để mình rửa trôi những cái axit đó đi. Thì cái cách làm của mình thôi, cách làm của mình thì mình sẽ sử dụng Entracol. Ngay ngày hôm sau mình sẽ sử dụng Entracol. Nếu trái từ 1 cho tới 20 ngày đó, thì mình sẽ dùng Entracol để mình rửa. Và nếu cái cơn mưa đó mà nó nặng, mà nó mưa nó nhiều đó các bạn, thì mình sẽ ngừng tưới, mình sẽ ngừng tưới vài ngày. Đó, mình sẽ ngưng tưới vài ngày để cho cái lượng nước nó bớt đi, để cho nó không bị dư nước các bạn. Nếu mà cái giai đoạn từ sau sổ nhụy dưới 20, từ 1 cho tới 20 ngày á, là nếu dư nước á, là nó rụng ghê lắm các bạn. Bây giờ gặp cơn mưa thứ hai, cơn mưa thứ ba thì nó còn đỡ nha. Nếu mà gặp mưa khoảng chừng 5-6 cơn mưa thì mình cũng bó tay các bạn, đó là do thời tiết rồi, mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu mà gặp khoảng chừng 1-2-3 cơn mưa thôi thì mình không cần tưới, mình cứ để tự nhiên, mình không cần tưới, để cho cây nó rút nước đi rồi nó sẽ đậu vẫn đậu bình thường, nó chỉ ảnh hưởng một phần nó thôi. Đó, cho nên là cái cách làm của mình ấy, tại sao năm nào cũng vậy, mình vẫn duy trì cái mức độ tưới các ngày tươi ngày, để khi mà mưa đầu mùa nó chẳng may mình dính một cơn mưa đầu mùa thì mình sẽ giảm được cái hiện tượng sốc nước các bạn. Nếu mà mình siết nước luôn, mình siết nước luôn thì nếu mà mình một tuần mình mới tưới một lần, thì bây giờ mưa nó chỉ cần một cơn mưa đầu mùa thôi, mình nói thật với các bạn, nó sốc nước và nó rụng một đêm thôi là nó rụng gần như là 70-80% là có thể luôn, nó rụng rất là nhiều, nó rụng sạch sẽ. Sốc mưa đầu mùa nó nguy hiểm lắm các bạn. Thế cho nên là mình vẫn duy trì cái độ tưới, mình duy trì độ tưới là cắt ngày tưới ngày, tưới ít thôi, mình tưới 15-20 phút thì tùy vào cái chất đất. Mình cứ canh sao cái lá của mình nó hơi héo héo ngủ được. Rồi cái cơn mưa đầu mùa ấy, bao giờ nó cũng mang theo một cái lượng đạm B6, B12, các lượng đạm khác. Thế cho nên rằng là các bạn lưu ý, nếu như mà mình kéo đọt rồi thì nó không sao các bạn, đỡ. Nếu kéo đọt thành công rồi, trong giai đoạn mà bông ra mà mình kéo đọt được ấy, thì giai đoạn này mình rất là nhẹ nhàng các bạn, mình không có phải sợ về cái vấn đề đi đọt. Nhưng ai mà không kéo đọt được thì trong cái giai đoạn này nếu gặp cơn mưa đầu mùa rất nguy hiểm cho cái vấn đề đi đọt các bạn. Nó mang theo lượng đạm mà. Bạn cứ để ý thì khi mà mưa xuống cái một trái của mình rất là mau lớn, bởi vì nó có đạm đấy. Cho nên là
cái việc làm tiếp theo á cho cái cơn mưa đầu mùa đó chính là mình sẽ hãm đọt nha các bạn. Mình sẽ dàn đọt lại, mình sẽ dàn đọt là mình vẫn sử dụng cái bài của mình thôi, mình xịt bài 544 để cho nó dàn cái đọt lại. Đó là mình ngừa luôn nha các bạn, chứ mình không đợi cho tới khi bắt đầu nó sáng, cái đầu giáo mũi giáo nó sáng lên mình mới đi xử lý là nó chậm rồi. Mình phải phủ đầu trước, mình phải hãm trước, chứ không đợi cho tới khi mà nó bắt đầu đi rồi mình mới xử lý thì lúc đó muộn rồi các bạn. Nó sẽ khó kịp lắm. Đó là cái cơn mưa đầu mùa. Ở bên trong ấy, thì mình cũng xịt bổ sung thêm cái canxi bo vô cho nó, để cho nó giữ cái trái của mình. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề chặn đọt. Cũng có rất nhiều cách để chặn đọt các bạn. Thì mình từ trước tới giờ mình chia sẻ cái cách làm của mình, đó là mình sử dụng 7544 và Anvin. Liều lượng như thế nào thì mình cũng chia sẻ rồi. Mình có thể sử dụng là 3 gói 7544 hoặc là 4 gói 7544. Và có trường hợp đó là mình phải sử dụng 4 gói 7544, mình cộng combi, mình cộng thêm Anvin chai 1 lít, mình pha cho 2 phi. Rất là nhiều trường hợp, và cái đó là cái bài gọi là nặng nhất của mình, là mình để mà mình hãm cái đọt cho nó mau già. Còn những bạn khác có cái cách làm nào mà tốt hơn, đó là như là sử dụng Raha xanh, sử dụng MKB, có rất nhiều bài để chặn đọt. Nhưng mà mình không có làm những cái chặn đọt đó, mình chỉ chia sẻ cái cách làm của mình. Trên cái cách làm của mình đó, mình áp dụng cho vườn của mình như thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Các bạn xem và nếu các bạn áp dụng được thì các bạn áp dụng, còn không thì các bạn có cái cách nào hay thì các bạn cứ làm. Mình không có quy chụp là mình phải nên làm cách nào nha các bạn, mình chia sẻ để các bạn tham khảo. Đó. Nếu như đối với cái cây của mình á, đối với cái cây của mình nó mà ra đọt đi, ví dụ sổ nhị mà ra đọt thì thật sự đối với mình là mình bó tay nha, rất là hên xui, 50-50. Nếu mà bây giờ ấy, cái cây của mình mà bây giờ nó sổ nhị mà đi đọt thì mình chỉ có một cách là mình sử dụng 4 gói 7544 cộng với chai Envy 1 lít cộng với combi pha cho 2 phi, xịt liên tục 3 cữ. Mình xịt liên tục 3 cữ để mình dàn cái đọt đó lại. Cái lá nào mà nó đã ra rồi thì cho nó già luôn, còn cái lá nào mà nó chưa già thì nó đứng lại. Cái nào nó chưa đi thì đứng lại. Đó là cái bài nặng nhất của mình thôi. Còn các bạn đốt đọt bằng Raha xanh, các bạn đốt đọt bằng những cái sản phẩm khác. Đó thì nếu các bạn có cách làm hay thì các bạn cứ làm các bạn. Mình không có ép buộc đâu nha. Thì cái cách làm của mình như thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Chia sẻ chính xác như thế để các bạn nếu áp dụng được thì các bạn áp dụng nhé. Bởi vì chặn đọt là nó rất là nhiều cách chặn, dìu đọt nó rất là nhiều cách dìu. Thì đây là cách làm của mình, thì mình làm như thế nào mình chia sẻ với các bạn như vậy, tận tâm tận tình như vậy để các bạn có một cái cách nào đó để các bạn làm, các bạn tham khảo nhiều lên các bạn. Tại vì phân thuốc là rất là đa dạng, mỗi một người có một cách làm rất là hay. Các bạn cứ trau dồi học hỏi cách nào hay thì các bạn làm ha. Đây, mình quay này, bữa mấy cây này mình cũng không quay cho các bạn xem, mình quay cho các bạn xem nè. Cây này mình chưa quay cho các bạn xem bao giờ nè. Mình quay cho các bạn xem cái cây này khủng lắm nha các bạn. Cây này mình chưa quay cho các bạn xem bao giờ đâu. Ok không các bạn? Mình tăng nước lên á, hôm rồi bắt đầu mình tăng nước lên là bắt đầu nó rụng các bạn. Thì mình tăng lên 1 tiếng 45 phút là bắt đầu rụng các bạn. Cho nên là cái đợt tới này là mình sẽ giảm lại nha. Mình giảm lại 1 tiếng 40 phút thôi, hoặc là 1 tiếng 35 phút thôi các bạn. Mình sẽ giảm như vậy. Đây, trái nó rụng nè. Sau khi mình tăng nước lên cái lá rụng nè. Năm nào cũng vậy, mình để ý cứ mỗi lần mà tăng nước lên một chút là bắt đầu là nó sẽ rụng nha. Nên mình cứ vậy giảm cái lượng nước để mình hạn chế cái việc nó rụng. Trái nó to lắm, nó vẫn rụng nè. Phải 1 ký mới an toàn, đối với sầu riêng mõn phong là phải 1 ký nha các bạn. Nè, đấy, sau một đêm nó rụng khoảng cái chừng 7-8 trái này nè. 7-8 trái như thế này nè. Mình mới tăng lên có 1 tiếng 45, từ 1 tiếng 30 phút mà mình tăng lên 1 tiếng 45 phút thôi mà cái trái này rụng à. Nên các bạn phải hiểu là cái sầu riêng nó khó về cái vấn đề nước lắm nha. Dư nước một cái một là nó rụng nha. Đấy, khi mà mình tưới lên vậy mình cứ ra thăm vườn mà nó mà rụng như thế này, cái một là mình bắt đầu là mình giảm lại nha.
Tại vì một tiếng mình tới tầm 1 tiếng 45 phút thì đợt tới mình tới 1 tiếng 40 phút thôi, hoặc là 1 tiếng 35 phút thôi, đó là tùy. Nó rụng nè, thấy không, nó rụng nè, đó những trái đã rụng nè. Cho nên là với lại mình phải bổ sung dinh dưỡng liên tục 5 ngày một lần nhé, xịt canxi bo amino amino trên trong trái ấy. Mình cứ xịt giữ duy trì là 5 ngày một lần để mình không có cho nó hụt dinh dưỡng. Rồi cái tiếp theo là mình chia sẻ cái phân sâu. Nói về phân sâu, cái phân sâu mình sử dụng đối với cái vấn đề là phân sâu đó các bạn, thì nó như thế này. Có hai luồng ý kiến, có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến á, là không nên tưới phân sâu. Và một luồng ý kiến á, thì tưới phân sâu. Mình đi thăm rất nhiều vườn, vườn có những vườn mà thu hai mấy tấn, những vườn thu ba mấy bốn mấy tấn, rất là nhiều cái vườn lão, thì có hai luồng ý kiến các bạn. Cũng là những cái vườn lão như thế, thì có vườn thì họ xài phân sâu, có vườn thì họ không xài phân sâu. Và những cái vườn á mà không xài phân sâu thì họ có ý kiến như thế này, là phân sâu nó làm cho hư cây. Phân sâu phân thùng nó làm cho hư cây các bạn. Và cũng có những vườn nói rằng là phân sâu nó bổ trợ cho việc nuôi trái, bổ trợ cho việc nuôi trái để cho cây của mình nó đỡ suy, đặc biệt là những cái cây suy mà cái bộ rễ nó hư rồi thì mình sử dụng phân sô mình vẫn nuôi trái được. Và mình cũng thấy rất nhiều người xài phân sô, đặc biệt là những cái phân đạm cá. Thì sau khi mà mình tham khảo tất cả mọi người làm, thì mình rút ra được cái bài học cho mình thế này. Mình suy nghĩ như thế này các bạn. Bây giờ mình có một câu hỏi là rượu nó tốt hay nó xấu các bạn? Uống rượu tốt hay xấu? Uống rượu á, nếu mà mình lạm dụng thì có phải là thành thuốc độc không các bạn? Nó hư hết ruột gan, nó hư hết ruột gan. Nhưng nếu rượu mà mình uống đúng cách thì nó có tốt không các bạn? Rất tốt luôn nha các bạn, trị được xương khớp, trị được rất nhiều thứ. Đó. Nếu uống rượu đúng cách thì nó thành một cái gọi là tiên dược. Thì đối với phân sô cũng vậy các bạn. Mình suy nghĩ như thế này. Nếu bây giờ mà mình lạm dụng phân sô phân thùng á, thì mình đảm bảo luôn cây của mình chắc chắn là sẽ có vấn đề. Nếu sử dụng phân sô phân thùng lạm dụng nó thì chắc chắn cây của mình á, nó sẽ có vấn đề đấy. Nó sẽ có tác dụng phụ đấy. Nhưng nếu mà mình sử dụng ít, mình sử dụng đúng và ít thôi, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất tốt. Thế cho nên là từ năm trước, những cái năm trước tới cái năm nay á, thì sử dụng phân xô đối với mình á, cái cách của mình á, là mình một mùa sầu riêng mình chỉ sử dụng một xô duy nhất nha các bạn. Mình sử dụng tưới một xô duy nhất. Ví dụ một mẫu mình chỉ sử dụng một xô duy nhất thôi, mình tưới hai lần. Ví dụ 20kg một xô, được chưa? 20kg một xô thì mình chia làm đôi, mỗi một lần tưới là mình tưới 10kg phân xô cho một mẫu. Mình chia đều cho một mẫu mình tưới 10kg. Mình tưới vậy mình sẽ tưới loãng liều hơn những cái người bình thường. Đó. Một có thể những người kia người ta có thể tưới 2-3 xô luôn, nhưng mà đối với bản thân mình là mình tưới như vậy. Mình chỉ tưới 2 lần. Và là năm trước nha, năm trước mình tưới 2 lần rồi mình chia làm đôi. Đó, cái xô 20 kg thì mình chia làm đôi, mỗi một lần tưới như vậy là mình tưới 10 kg. Mình tưới một mẫu luôn. Đó. Và năm nay đó thì mình thay đổi như thế này. Mình đổi công thức phân sô luôn các bạn. Như mọi năm là mình tưới cái phân sô là 3 số 22. Đây nè, như mọi năm là mình tưới cái sô này các bạn. Cái sô 3 số 22 nè. Đó, cộng canxi bo nè. Thì các thành phần của nó là các bạn. Kẽm nè. Rồi kẽm là 15.000 ppm nè. Đạm là 22 nè, 22% nè. Lân là 22% nè. Kali là 22% nè. Rồi các cái phụ gia đặc biệt là bo, canxi, magie, đồng. Đó. Thì mọi năm là mình xài số này, 3 số 22, nuôi trái rất tốt nha các bạn. Đây, nếu mà các bạn nào mà muốn tham khảo, đây cũng muốn quay công ty luôn nè. Đấy, các bạn có muốn mua thì các bạn liên hệ công ty này cho dễ nha. Mình không có bán phân thuốc đâu.
Rồi mình tới phân xô này. Nhưng mà năm nay á, mình đổi phương thức các bạn, là mình không tới 3 số 22 nữa, mà mình, mà đối với bản thân mình nha, 3 số 22 rất tốt nha các bạn. 3 số 22 đối với mình là trái nào mà đang xương đó, mẫu trái mà đang dài đang xương á, mình lúc nào mình làm mẫu trái dài trái xương các bạn, dài xương xong bắt đầu mình nung một phát một ra nó tròn xoe, nó tròn dài và rất là có ký nha các bạn, trái 3-4 ký rất là có ký. Cho nên là đây đúng là một cái bí quyết để cho trái của mình nó tròn ra ấy nha các bạn, nó nung cái học ra đó. Chứ nếu mà trái mà xương là bán không có, không, mình không bán được đâu. Trái xương á, mình nung cái phân xô đó vô một phát một là nó sẽ nung tròn học luôn nha các bạn. Nhưng mà đừng lạm dụng. Nhưng mà năm nay á, mình sẽ đổi công thức. Mà cái đổi công thức này là mình mới đổi lần đầu tiên nha các bạn. Mình thay đổi lần đầu tiên, cho nên là các bạn hãy theo dõi mình, đăng ký kênh, và nhớ like video, chia sẻ, đăng ký kênh rồi bật thông báo, để sắp tới mình sẽ cập nhật cái tình hình vườn của mình, xem mình thay đổi cái công thức tưới phân xô này nó có ok hơn không. Bởi vì cái phân 3 số 22 ấy, thứ nhất nó là khoảng 1,5 triệu một xô, còn cái phân xô này ấy, là mình mua chỉ 1,3 triệu một xô, có tức có nghĩa là nó rẻ hơn 200.000. Đó, thứ nhất là nó rẻ hơn. Cái thứ hai ấy, công thức của nó rẻ hơn, nhưng mà mình phải xem coi là nó có chất lượng không nha. Tại vì mình đã tham khảo và có người sử dụng và họ rất là, nó rất là hay, thì bây giờ mình mới kiểm nghiệm thôi. Mình mới kiểm nghiệm xem là ok không. Nếu mà ok thì mình sẽ tưới cái thằng này, chứ mình không tưới cái thằng 3 số 22. Thứ nhất là rẻ hơn, thứ hai là nếu mà hiệu quả bằng nhau thì mình, tội gì mình phải sử dụng cái 3 số 22 các bạn. Đó là cái thử nghiệm của mình nha. Thì cái công thức của nó đó, Công thức của nó chính là này thì cũng là của Hàn Quốc nha các bạn. Nó cùng một cái kiểu mà của thằng Benefit á. Đây nè, nó cùng hãng thôi, đây nè, cái thằng Benefit này nè. Đó, nó cùng hãng thôi. Thì cái thông số của nó đó, đây công ty nè. Thì cái thông số của nó là nó y chang nha. Cái thông số của nó là y chang cái thằng Benefit luôn á. Cái thằng mà để mình xịt trong trái đó, đây cũng là đạm nè. Đó, các bạn thấy nè, đạm 9, kali 9, canxi 7,2. Đó, y chang luôn, không khác tí nào hết. Thì năm nay mình sẽ tưới cái thằng phân xô này các bạn. Tại sao mình thay đổi các bạn? Bởi vì ấy, mình nghe rất nhiều người nói phân xô làm hư cây. Mình cũng lo lắm các bạn. Mình cũng lo về sau này lỡ mày mình tưới phân xô nó hư cây thì sao, nó chết cây thì sao, nó ảnh hưởng tới cây thì sao. Cái này là thật sự mình vẫn chưa có thông tin chính xác đâu nha các bạn. Tại vì mình sử dụng mình thấy nó cũng bình thường, chưa thấy nó làm sao hết. Thì không biết là như thế nào, những cái vườn lão mình cũng thấy họ xài cũng chưa thấy làm sao hết. Nhưng mà mình cũng có nghe những người là người ta sợ cái phân xô các bạn. Cho nên là đây là cái thông tin mà mình cũng chưa có nắm bắt được chính xác hoàn toàn. Và mình cũng đang lo lắng các bạn, không biết là phân xô, phân thùng nó có ảnh hưởng gì tới cây không, nó có hư cây hay không. Cho nên á, bởi vì cái sự lo lắng đó, rồi mình suy nghĩ như thế này. 3 số 22 ấy, là cái công thức của nó là cái đạm lân kali là nó cao. Còn cái phân xô này ấy, đạm của nó chỉ có 9% thôi. Kali của nó thì nó chỉ có 9% thôi. Còn cái canxi của nó tới 7,2% lận. Canxi rất là nhiều. Đó, cho nên là cái thông số này là nó sẽ nhẹ hơn cái thông số 3 số 22. Cho nên là mà cái thông số này ấy, thì nó cũng làm cho to trái nặng ký. Đó, kali với đạm đi với nhau là làm to trái nặng ký nha các bạn. Mẫu trái dài, tròn dài, to trái nặng ký. Đó. Và cái nước của nó là nước màu vàng đó các bạn. Đây là cái nước màu vàng này, thấy không? Vàng khè luôn. Vàng như là canxi đó, vàng như là cam vậy đó. Uống nước cam vậy các bạn. Cho cây uống nước cam nha. Còn cái thằng sâu tím kia thì nó là nước màu tím. Đó, nên là đối với bản thân mình là mình có một cái ví dụ như vậy các bạn. Uống rượu á thì nó sẽ rất là độc. Khi mà mình uống không đúng, ngày nào mình cũng uống, uống cả lít ngày nào cũng uống. Uống thay nước luôn thì nó thành thuốc độc các bạn. Còn bây giờ mình uống đúng theo cái liều lượng của nó, mỗi ngày uống ly bé tí thôi, hoặc là một tuần uống 2-3 lần ly bé tí thôi, thì nó sẽ rất là tốt cho cơ thể, đặc biệt là người đàn ông đó. Thì bởi vậy mình suy nghĩ như thế, cho nên là mình mới tưới cái đổi, thay đổi thứ nhất là mình thay đổi cái thông số của phân xô nó nhẹ đi một chút. Cái thứ hai ấy, là mình không lạm dụng phân xô. Phân xô nó chỉ bổ trợ thêm để cho mình nuôi được cái lượng trái thôi các bạn. Bởi vì bây giờ một cây mình lấy 100 trái các bạn,
cây mình lấy 80 trái nó nhiều lắm, tính ra đối với bản thân mình là một cây mà lấy được 60-70 trái, 80 trái, 100 trái, 120 mấy trái, 130 trái, nó cái lượng nó đối với bản thân mình là nó quá nhiều nha. Cho nên á, bón cái phân hạt vô á, mình không có đủ nhanh để nuôi cái lượng trái này. Đó, mình cung cấp dinh dưỡng không kịp để nó nuôi cái lượng trái này, cho nên là mình sẽ bổ trợ phân xô mà mình không bổ trợ nhiều. Một năm một mẫu mình chỉ xài một xô duy nhất. Đó. Và năm nay á, cái cách tưới của mình là như thế này, mình sẽ tưới sớm. Mình sẽ tưới vào cái khoảng giai đoạn là 40 45 ngày là hồ là mình tưới rồi đấy. 40 45 ngày là mình tưới rồi đấy. Mình tưới một lần rồi đấy. Thì mình chia ra như thế này, cái xô này ấy, nó là 22 kg các bạn, cái xô kia thì nó là 20 kg, cái xô tím ấy, cái xô 3622 ấy. Còn cái xô này ấy, là của Manifest ấy, thì nó chỉ là nó 22 kg nha, nó nặng hơn 2 kg. 22 kg thì mình chia ra làm đôi là 11 kg. Thì mình tưới như thế này, cứ cắt một ngày tưới một ngày, cứ cắt 5 ngày, mình bỏ phân hạt là phân 3615, xong rồi cứ tới là mình lại tưới phân xô là 5 ngày sau, thì 5 ngày sau mình lại tưới phân hạt. Là mình bỏ phân hạt. Đó, thì cái cữ phân hạt nó cách nhau 10 ngày, còn cữ phân xô là cách nhau 10 ngày. Thì mình vô sớm như thế này ấy, mình sẽ chia ra như thế này, mình chia làm đôi. Cái xô 22 kg mình chia làm đôi là 11 kg. Và 11 kg mình lại chia ra làm đôi là 5 kg rưỡi. Mình tưới hai lần đầu là cho một mẫu luôn nha các bạn, mình chỉ tưới 5 kg rưỡi, mình phải là mình tưới cho một mẫu luôn. Và cái cữ tiếp theo đó là sau cái cữ phân 5 ngày đó thì mình lại tưới nó là 5 kg rưỡi. Cho tới cái giai đoạn sau cùng là cái cữ tiếp theo nữa. Tại vì giai đoạn là giai đoạn thúc trái mà các bạn, thì nó phải rơi vào lúc cái giai đoạn cữ tiếp theo nữa là nó rơi vào khoảng tầm 60 ngày á, khoảng 60 ngày á, thì cái giai đoạn đó là mình tưới lần cuối cùng. Đó, mình tưới lần cuối cùng đó chính là mình tưới 11 kg cho một mẫu luôn. Là mình chia ra 3 lần tưới như thế. Nó là cái lúc 60 ngày tới 70 ngày là cái trái là nó cần dinh dưỡng nhiều nhất và để cho trái lớn nhanh nhất nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ như vậy để cho các bạn biết là cái cách mình làm nó như thế nào. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể áp dụng. Các bạn cứ tham khảo cái cách làm của mình, xem coi là các bạn có áp dụng được gì thì các bạn áp dụng nha. Chứ mình cũng không có ý kiến gì đâu. Mình chỉ chia sẻ trên cái quan điểm cách làm sầu riêng của mình. Để thật sự là mình chỉ muốn giúp cho các bạn làm sao ấy, mình làm cho nó sầu riêng nó có sản lượng các bạn, mình hiểu mà. Làm sầu riêng nó cực lắm các bạn. Chuẩn bị sắp tới à, gió bão nữa rồi các bạn. Năm nay là chuẩn bị gió bão nữa là phải đi cột cành cột cây là phải kỹ nha các bạn. Cột ràng thật là kỹ. Chứ năm nay ấy, là El Nino năm nào cũng vậy, nếu mà hạn kéo dài thì nó sẽ kèm theo mưa, cơn mưa tới là nó sẽ kèm theo gió bão rất là ghê nha. Cho nên là làm sầu riêng ấy, khi nào mình cầm được cái đồng tiền đó mình mới biết được các bạn. Chứ còn bây giờ mà bão nó mà tới, nó mà quật cho một phát một cây có 120 mấy trái nó rớt sạch xuống đất thì cũng vậy thôi các bạn ơi. Nên là làm sầu riêng nó cực lắm, mình biết. Nên là mình rất là mong muốn mình làm những cái clip này, mình chia sẻ thật tình thật tâm để một phần nào đó giúp được cho các bạn. Các bạn làm sầu riêng nó có sản lượng thì mình cùng nhau mình làm các bạn. Bởi vì các bạn biết sao không, Việt Nam mình á là không có như nước ngoài. Bản chất người ta đi trước mình, bản chất người ta có nhiều đất, người ta có thể quy hoạch chuẩn theo khoảng vài trăm hecta, vài chục hecta, vài trăm hecta. Còn Việt Nam mình ấy, mỗi người vài mẫu, một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, xong rồi người khác năm sáu mẫu. Mình không thay đổi được vấn đề đó các bạn. Mình chỉ có thể thay đổi được một cái cách duy nhất, đó chính là chính bản thân người nông dân mình nè. Mình thay đổi cái cách làm của mình để làm sao mình làm ra một cái quy trình chuẩn. Đó. Mình làm ra một cái quy trình chuẩn để mọi người mình cùng áp dụng theo. Để ai cũng làm ra trái sầu riêng như nhau. Sản lượng, chất lượng như nhau. Thì như vậy nó mới tính đồng nhất các bạn, khi mà ra ngoài thế giới mà mình xuất khẩu đi ấy. Khi mà bây giờ Trung Quốc họ chỉ cần ăn cái trái sầu riêng của Việt Nam, một trái sầu riêng của Việt Nam mình, cái họ chê, họ nói là sầu riêng, ví dụ sầu riêng mà không đạt chất lượng đi, mà nó bị cái gì đi chăng, nó bị ví dụ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng cái lượng thuốc mà cadimi đó là kim loại nặng á. Cái nó chê, cái Trung Quốc nó quay vào nó chê là nó bảo là sầu riêng Việt Nam quy chụp luôn cả Việt Nam mình luôn,
là sầu riêng Việt Nam là sản xuất bị dư thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng như cadimi rất là lớn, rất là cao. Một trái sầu riêng thôi mà họ quy chụp luôn cả cái Việt Nam mình. Việt Nam mình, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho tới với cái vấn đề là sầu riêng chung của Việt Nam mình. Cho nên là khi mà mình làm ra những cái thước phim này á, mình rất là mong muốn một phần nào đó có thể giúp được cho tất cả cô chú anh chị mình, mình cùng làm sao cho nó có đạt sản lượng và chất lượng các bạn. Đó là cái điều mong muốn duy nhất của mình, và mình không cần một thứ gì khác nha. Đó là cái clip này mình xin được chia sẻ như thế cho cô chú anh chị và các bạn mình. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình nếu mà thấy những cái clip của mình chia sẻ hay, ý nghĩa, bổ ích, giúp ích một phần nào đó cho cô chú anh chị và các bạn mình, thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Và nếu có thắc mắc gì thì cô chú anh chị và các bạn mình cứ để lại bình luận nhé, thì mình sẽ trả lời những cái bình luận này. Rồi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và chúc cô chú anh chị và các bạn mình có sức khỏe. Bye bye.